Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X-310 độ đầy thú vị với cái bộ trợ lực sên lạ đến bất ngờ. Cái chiếc X-310 bị như đầy thuộc sở hữu một cái tín đồ thật sự là của Race Boy. Chứ lọt đồ chơi mà em ấy đang sở hữu tất cả chiếm 90% đều đến từ thương hiệu có xuất xứ từ Malaysia, được ưa chuộng rất nhiều trong những năm gần đây ở Việt Nam. Khoét cho mình bộ tem phiên bản kỷ niệm 20 năm của Yamaha với cái tổng màu chủ đạo là bạc phối cùng với tem một khối titan xanh tím lẫn lộn, rất là bật, nhẹ nhàng và có những điểm nhấn nhưng không quá màu mè. Sử dụng cái cặp kính của JS cùng với cái ốp chó đèn trước tạo kiểu cho cái phần đầu xe. Bên cạnh là cái cặp thắng CRC Carbon có thể dùng được cho những dòng giờ xe khác nhau, chỉ cần mua đúng bản lề của xe mình là có thể dùng được. Tận dụng khoảng trống dưới chân kính phải lắp thêm cái Kosui 3 để thông báo một số chức năng phụ mà đồng hồ xin thì không có được. Nhìn xuống cái phần đờ mi tái được thiết kế lại tạo hình giống như một cái chú chim lớn, với cái điểm nhấn là cái phần LED Audi đỏ cùng với cái cặp mắt L4 vừa đẹp và chụp ánh sáng lực cực kỳ tốt di chuyển ở những cái khu vực là thiếu ánh sáng. Cái bộ lốc máy Race Boy trong suốt lấy cảm hứng từ cái dòng Ducati cho chủ xe thấy được quá trình hoạt động của nồi khi nổ máy. Nhìn cận cảnh cái dàn chân hơn thấy được chủ xe dụng là cái dàn trước của là X-Factor 155 số để có phần nhựa nhám phía sau dài hơn, hạn chế cái tình trạng là các đá bắn trực tiếp vào đốc máy. Sử dụng cái đĩa của XR ở trước với kích thước là 245mm bằng zin nên không cần thay thế lại phát hay dầu. Dàn chân dụng mâm của Race Boy cái bản 5 cây, xuất xứ riêng của dòng X-Factor sử dụng nên không cần phải chế cháo bất kỳ kỳ. Một gói combo nữa đến từ hiệu của Race Boy, đó là phuộc sau và bộ cắp nhôm của xe đang sủ, là những món đồ chơi này từ hãng Malay ưu ái sản xuất riêng cho cái dòng xe này nên cũng không cần chế cháo bất kỳ chi tiết nào, dễ dàng, nhanh chóng và đảm bảo đúng kỹ thuật. Thu nhỏ các chân lại bằng cách kế thừa từ cái dòng Raider, đây cũng là món đồ chơi hot cho những các bạn đang sử dụng cái X-Factor trong những năm qua. Cái thứ làm mình thích thú nhất ở cái phần gắp sau tải được một cây trợ lực cái kiểu Hollin hàng phay 1:1 được chủ xe gác lên cái gắp nhôm của Race Boy thay chế cho cái phần kẹt te vừa đẹp vừa độc vừa lạ. Đây cũng là một phương án là khá hay dành cho những cái tay chơi trợ lực đã bị hư mà không xài được thì hãy thay vì bỏ đi làm kiểng bậy thì rất là độc. X-Factor 15 độ bê tông màu đỏ chứng tỏ cái độ chịu chơi. Cái chiếc X-Factor 154 số dưới đây thuộc cái đời là 210, sử dụng là con tài thay thế cho cái con tự động của những năm về trước. Cái điểm nhấn nhá của em ấy là cái dàn đồ chơi cực kỳ chất mà nó đang sở hữu trong những món phụ tùng mà có nhiều tiền cũng khó mua được. Cái điểm nhấn mà mình muốn nói đến là cái phần chữ V nằm ở chiếc mặt nạ của xe. Đây là một trong những món body kit của cái phiên bản xe sản xuất giới hạn chỉ đúng 1.000 chiếc vào cái năm là 2006 và không hề có bán phụ tùng. Cho đến thời điểm hiện tại, mẫu xe nào còn sở hữu được cái chữ V này, quả thật là một điều rất là tuyệt vời và có tiền cũng chưa chắc là có người bán. Trang bị cụm thắng của Rainbow Costa, đây là phiên bản mới nhất được nâng cấp từ cái dòng là AZ19 cũ cho cái trợ lực nhẹ phanh nhẹ nhàng nhưng dịu dàng hơn, cũng có ngoại hình là có cạnh vậy chỉ cao hơn. Bên cạnh là cụm tăng tốc Dyno giúp xe được rút ngắn hành trình ra để bay nhanh hơn nhiều lần. Nhìn xuống cái dàn chân trước thấy dầu Gaffer được bấm rất nhiều cái dầu CC đồ chơi, ước tính sợi dây này phải hơn là 3 triệu đồng chứ không hề rẻ. Kết hợp cùng hai dầu Rainbow Bridge hai bên xứng đi cùng với cái đĩa của Rainbow Oversize, với điểm nhấn nhá là cái phần lồng đĩa là trong vàng và rất là bật. Cái cục sạc bên trong xe được về ra phía bên ngoài từ cái dòng là Spark FE của hàng. Ngay cả cái chụp cao su đây cũng dây điện cũng là hàng phụ tùng của Spark. Trang bị phục đi trên bình dầu rời, đây là món đồ chơi siêu đắt giá trên 20 triệu đồng cho một cây phục và có mức giá cao hơn Hollin rất nhiều. Dù ra đời tại Quốc Anh nhưng mẫu phục này rất thịnh hành ở Mỹ và Nhật Bản và cũng đang được giới chơi xe chịu chi ở Việt Nam ưa chuộng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.